Xin chào quý vị và các bạn. Thì hiện nay những cái tình trạng như bệnh lý về cột sống thì rất là phổ biến và hầu như nhà nào cũng có người bị đau cột sống cả. Thì những cái dạng phổ biến như bây giờ như là thoái hóa hoặc là gai cột sống hoặc là thoát vị địa đệm hoặc lồi địa đệm ở vùng cột sống thắt lưng có thể gây chèn ép thần kinh tọa, làm cho chúng ta đau từ thắt lưng ra xuống mông, đùi, bắp chân, bàn chân. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị khán giả 10 cái bài tập chuyên về cột sống thắt lưng để mà điều trị cho những cái dạng bệnh là thoái hóa, gai cột sống, thoát vị địa đệm hoặc là chèn ép dây thần kinh tọa ở cột sống thắt lưng. Bởi vì chúng ta biết là hàng ngày chúng ta đi bộ, chúng ta chạy bộ, chúng ta bơi lội, chúng ta tập yoga, vân vân, rất nhiều môn thể dục thể thao. Nhưng mà chúng ta những cái môn đó là chủ yếu khỏe cho toàn thân, nhưng mà chúng ta chưa có những cái bài tập đặc thù cho vùng cột sống thắt lưng. Mặc dù là hàng ngày chúng ta đều sử dụng, tại vì cột sống đều là cái trụ cột trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà chúng ta hàng ngày đều cần phải sử dụng nó, nhưng mà chưa có những cái bài tập để mạnh những cái lớp cơ ở cơ thắt lưng và cơ vùng bụng, và những cái bài tập kéo giãn bao khớp, kéo giãn những cái độ liên hợp, thì làm cho chúng ta là cứ tập nhiều môn thể dục nhưng mà vẫn cứ bị đau lưng. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu 10 động tác chuyên về tập ở vùng cột sống thắt lưng, và chúng ta có thể áp dụng những bài tập này ngay tại nhà là rất là thuận lợi. Và nếu mà chúng ta tập và cứ duy trì những cái bài tập này mỗi ngày thì sau này chúng ta sẽ hạn chế được cái tình trạng thoái hóa gai cột sống ở vùng thắt lưng, hoặc là chúng ta hạn chế được cái tình trạng là thoát vị địa đệm hoặc là lồi địa đệm. Và không có chỉ mà chúng ta phòng ngừa được mà chúng ta nó cũng hỗ trợ điều trị chúng ta nếu một khi chúng ta mắc phải những căn bệnh này ở vùng cột sống thắt lưng. Động tác thứ nhất, chúng ta lấy một chân ép sát bụng, sau đó chúng ta lấy hai tay chúng ta đan chéo vào nhau và chúng ta ép sát, và cái chân đối diện chúng ta thẳng, giữ thẳng. Chúng ta cứ giữ như vậy khoảng 10 đến 15 giây, hoặc lúc nào chúng ta cảm thấy mỏi thì chúng ta đổi chân. Chúng ta nhớ là ép sát bụng mà đến mức có thể, và cái chân đối diện thì chúng ta thẳng ra và cố gắng giữ lại. Lúc nào thấy mỏi thì chúng ta lại đổi chân. Động tác thứ hai, chúng ta co hai chân cùng một lúc sát bụng, sau đó chúng ta lấy hai tay đan chéo vào nhau và chúng ta lại ép chân sát bụng. Mục đích của bài tập này là chúng ta kéo giãn những cái bao khớp ở xung quanh cột sống, đồng thời chúng ta kéo giãn những nhóm cơ bị co thắt và mở rộng lỗ liên hợp để cho không có bị chèn ép vào rễ thần kinh. Chúng ta cố gắng ép sát bụng, rồi chúng ta có thể giữ khoảng 10-15 giây, hoặc khi nào chúng ta thấy mỏi thì chúng ta thả lỏng ra, và khi nào hết mỏi chúng ta lại lặp lại động tác này. Và mỗi động tác chúng ta làm khoảng 10 đến 15 lần tùy theo cái tình trạng sức khỏe của chúng ta. Động tác thứ ba, chúng ta co hai chân lên. Chúng ta lấy hai tay đặt trên đùi và hai chân cố gắng đẩy lên, hai tay cố gắng đẩy xuống, và chúng ta làm như vậy thì toàn bộ khối cơ bụng của chúng ta được hoạt động. Mục đích của bài tập này là để cho tất cả những cái nhóm cơ ở phía trước vùng bụng của chúng ta được khỏe lên. Tại vì nhóm cơ bụng nằm phía trước cột sống thắt lưng, và nhóm cơ thắt lưng thì nằm phía sau, và cột sống chúng ta ở giữa. Cho nên chúng ta cũng phải tập tất cả những cái nhóm cơ vùng bụng để nó giữ vững cái quân bình lực cơ xung quanh cột sống của chúng ta. Và chúng ta cũng cố gắng giữ lại khoảng 10 đến 15 giây, hoặc lúc nào chúng ta thấy mỏi, chúng ta thả lỏng. Động tác thứ tư, chúng ta co một chân lên và chúng ta lấy cái tay đối diện chúng ta đẩy xuống, và cái chân co về hướng đối diện của bên này và tay lại đẩy hướng ngược về bên kia, và chúng ta thấy là cái nhóm cơ ở vùng bụng cùng gồng. Và cái bài tập này chủ yếu để tập cho nhóm cơ chéo bụng, tức là tập mạnh những cái nhóm cơ vùng bụng ở phía mặt trước cột sống thắt lưng, và chúng ta cố gắng gồng giữ lại để cho nhóm cơ bụng hoạt động. Chúng ta có thể giữ lại 10 đến 15 giây, hoặc khi nào chúng ta thấy mỏi, chúng ta đổi tay và đổi chân. Chúng ta nhớ là chân chúng ta muốn gập về phía đối diện và tay đẩy theo hướng chéo xuống để cho cái nhóm cơ chéo bụng được hoạt động tốt hơn. Động tác thứ năm, chúng ta co hai chân lên cùng một lúc. Sau đó chúng ta đạp thành một cái vòng tròn như chúng ta đang đạp xe đạp, và tốc độ chúng ta đạp chậm càng khó.
Động tác này chúng ta còn đạp cho tới lúc nào mà thấy mỏi thì chúng ta là thả lỏng. Và khi nào hết mỏi chúng ta lại lặp lại. Và động tác này chúng ta cũng làm từ 10 đến 15 lần tùy theo cái tình trạng sức khỏe của mọi người chúng ta. Động tác thứ 6, chúng ta co hai chân lên. Chúng ta đặt cái bàn chân trên giường và chúng ta chống hai khuỷu tay xuống. Chúng ta cố gắng nâng ngực lên, ưỡn cổ ra sau. Mục đích của bài tập này là chúng ta tập toàn bộ từ nhóm cơ vùng sau cột sống cổ, cột sống ngực và cột sống thắt lưng thì giúp cho chúng ta cái trục ở phía sau, những cái nhóm cơ vùng sau cột sống thắt lưng khỏe hơn. Thì nó sẽ bảo vệ cho những cái nhóm quân bình, những cái lực cơ ở vùng cột sống thắt lưng. Và chúng ta cùng gồng giữ lại khoảng 10 đến 15 giây hoặc là khi nào chúng ta thấy mỏi thì chúng ta là thả lỏng. Động tác thứ 7, chúng ta co hai chân lên, đặt hai bàn chân trên mặt giường. Chúng ta cố gắng ấn cái lưng xuống nệm hoặc xuống cái mặt giường. Chúng ta có thể đặt hai tay để chúng ta kiểm soát là chúng ta có làm đúng hay không. Rồi chúng ta cố gắng lấy cái lưng của chúng ta ấn mạnh xuống giường hoặc là ấn mạnh tay của chúng ta và gồng giữ lại. Thì chúng ta thấy là toàn bộ những cái nhóm cơ ở vùng bụng nó được gồng cứng. Và mục đích của bài tập này cũng là để làm cho chúng ta được khỏe những cái nhóm cơ vùng bụng. Chúng ta giữ lại hoặc là khi mà chúng ta thấy mỏi thì chúng ta lại thả lỏng. Sau đó chúng ta lại lặp lại động tác này. Động tác này chúng ta cũng làm từ 10 đến 15 lần. Động tác thứ 8, chúng ta chuyển qua tư thế quỳ 4 điểm. Sau đó chúng ta lưng cong như con mèo. Cố gắng gồng người lên, lưng cong như con mèo và giữ tư thế ở đó khoảng 10 đến 15 giây. Hoặc khi nào chúng ta thấy mỏi thì chúng ta là thả lỏng, hạ lưng xuống. Chúng ta thả lỏng, hạ lưng xuống. Và lúc nào hết mỏi, chúng ta lại lặp lại động tác này. Chúng ta lại cong lên như lưng như con mèo. Động tác này chúng ta cũng lặp lại từ 10 đến 15 lần tùy theo cái tình trạng sức khỏe của chúng ta. Và tác dụng của bài tập này là chúng ta tập mạnh tất cả những cái nhóm cơ vùng ở sau cột sống của chúng ta, kể cả cột sống cổ, cột sống ngực và cột sống thắt lưng để giúp chúng ta quân bình lực cơ ở phía sau vùng cột sống. Động tác thứ 9, cùng trong tư thế quỳ 4 điểm, chúng ta bè hai cái bàn chân xuống và chúng ta cố gắng ngồi trên hai gót chân. Sau đó hai tay chúng ta trườn về phía trước tối đa. Và chúng ta cố gắng giữ mông chạm hai gót chân càng tốt. Chúng ta giữ lại khoảng 10 đến 15 giây hoặc lúc nào chúng ta thấy mỏi, chúng ta nâng mông lên. Khi nào hết mỏi chúng ta lại lặp lại động tác này. Động tác này chúng ta cũng lặp lại từ 10 đến 15 lần tùy theo cái tình trạng sức khỏe của chúng ta. Động tác thứ 9 có tác dụng là chúng ta cũng kéo dài những cái nhóm cơ bị co thắt hoặc là những cái bao khớp bị co thắt ở vùng sau cột sống thắt lưng. Đồng thời chúng ta cũng mở rộng những cái lỗ liên hợp và tạo cho cái khoảng hở để cho cái địa đệm nó có thể trở về vị trí không có chèn ép vào rễ thần kinh nữa. Động tác thứ 10, cũng trong tư thế quỳ 4 điểm, chúng ta đưa một tay về phía trước và chân đối diện, chúng ta đưa thẳng về phía sau. Chúng ta cố gắng gồng giữ lại. Mục đích của bài tập này chúng ta cũng đang tập mạnh những cái nhóm cơ ở vùng phía sau cột sống của chúng ta. Chúng ta cùng giữ lại khoảng 10 đến 15 giây, hoặc lúc nào chúng ta thấy mỏi thì chúng ta lại đổi tay và đổi chân. Động tác này chúng ta cùng lặp lại từ 10 đến 15 lần,
tùy theo cái tình trạng sức khỏe của mọi người chúng ta. Đó là 10 động tác chúng ta tập dành riêng cho vùng cột sống thắt lưng. Thì mỗi động tác chúng ta làm khoảng từ 10 đến 15 lần. Khi mà làm đủ 10 động tác này chúng ta được tính một đợt. Một ngày chúng ta có thể làm từ 2 đến 3 đợt. Tức là sáng sau khi ngủ dậy chúng ta có thể áp dụng bài tập này. Buổi đầu giờ chiều sau khi ngủ dậy chúng ta cũng tập được. Hoặc là trước khi đi ngủ tối chúng ta cũng áp dụng 10 động tác này. Thì nếu mà chúng ta duy trì được những cái động tác này cộng với chúng ta biết những cái tư thế tốt trong sinh hoạt lao động thì chúng ta sẽ phòng ngừa cũng như là hỗ trợ điều trị cho chúng ta những cái căn bệnh về như là thoái hóa, gai cột sống vùng thắt lưng, thoát vị địa điểm, lồi địa điểm vùng cột sống thắt lưng hoặc gây chèn ép thần kinh tọa. Thì chúng ta tập như vậy thì nhóm cơ bụng chúng ta cũng được khỏe, nhóm cơ thắt lưng chúng ta cũng được khỏe, thì cột sống là cái trục ở giữa chúng ta thì được bảo vệ và quân bình lực cơ. Và đồng thời nó sẽ mở rộng những cái lỗ liên hợp giúp cho dây giải phóng cái sự chèn ép về thần kinh của chúng ta và giải phóng từ những cái địa điểm không có chèn ép. Những cái động tác này chúng ta có thể tập tại nhà và những người trong gia đình của chúng ta vẫn có thể áp dụng những bài tập này để phòng ngừa những cái bệnh lý của cột sống như là thoái hóa, gai hoặc là thoát vị địa điểm ở vùng cột sống thắt lưng. Chúng ta có thể áp dụng được tại nhà và rất là đơn giản. Thì nếu mà chúng ta biết tập những cái bài tập này cộng với những cái môn thể thao khác như chúng ta đi bộ, chạy bộ hoặc là bơi lội, cộng với chúng ta biết những cái tư thế xấu ở trong sinh hoạt lao động cần tránh, thì như vậy thì cột sống của chúng ta lúc nào cũng được bảo vệ và chúng ta sẽ không bị những cái cơn đau của cột sống gây ra.